Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cái con cần dài nãy đang làm việc các bạn ơi, gấp đất giá kinh. Quá dữ các bạn ơi. Trời ơi, rớt kìa. Cái kênh này giờ nó cũng sắp cạn nữa mấy bạn ơi, cần phải vét. Lâu lâu tới đợt phải vét. Chung vô đợt này là nhà nước tiến hành vét hết tất cả các con kênh mà lâu năm á mấy bạn, để khai thông đường thủy nha. Đó, ghê chưa? Đó là xe gạt dữ rồi kìa. Ồ, quá khéo mấy bạn ơi. Rồi mắc lưới rồi. Cái gào này quá khủng mấy bạn ơi. Wow, quá dữ. Ở đây có cây gà na giờ đang chỗ bông rồi các bạn. Rồi, giờ là ở quê mình đang tới mùa mưa rồi đó. Ôi ôi. Đây. Đắp thôi. Này đất sét không mấy bạn? Ồ, quăng đại dưới sông luôn các bạn ơi. Sao kỹ ta, sao quăng dưới sông ta. Ồ, quăng xong luôn kìa. Múc đất ở dưới sông quăng vô cặp mé bờ mấy bạn ơi. Thank you.
kỹ. Này nó không có bờ kè sóng đánh là chắc văng ra hết nữa quá. Quá dữ quá rồi. Chú phá bụi tre đó, chừng cái nhà đó hơi bị hiu rồi nha. Đây có cái nhà lá nè mấy bạn, xịt xịt.